cô đốc quý dân hôm nay xin chào hết tất cả nhà anh em để mời chim cô ấy nha. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một siêu phẩm trong quá trình thời tiết rất là lạnh lẽo nha anh em. Ở bên rất là lạnh lẽo, mưa gió mấy tháng trời, chung là trời tháng đấy là tháng mưa chính đó mình ạ. Thì mình vẫn chăm những con chim rất là tốt nha nè. Điển hình như con chim này, một sát thủ của tầm xe luôn nha nè. Nói chung là sát thủ của tầm xe là anh em biết rồi. Thấy bổi là đổ gù, cho tới vào cây là con chim này là chỉ biết gù thôi, gù qua gù thôi nha anh em, gù qua gù thôi. Còn cái nách gù nó thì anh em nghe mà xí gió luôn nha anh em. Chăm rất kỹ, thời tiết đây còn không bị giữ thì những cái cọng đồng nó dài luôn, không cắt. Còn dàn lông thì màu lông thì anh em nhìn vào thì hiểu rồi. Con chim đây là nó bắt chim hoặc gọi là hay thôi, còn mà nó chơi thì vẫn giống gây gọi bình thường, có khóng rước, nhưng mà nó không phải là dây thường xuyên. Nhưng mà khi anh em chơi của một cái kỹ thuật mà lồng lé rồi, mà khi con bối mà vào chơi gù rồi thì từ con chim mái, con chim con hay là gì đó, là nói chung là nó nhận gù là phải, nó nhận gù là phải làm con ngồi là phải đứng không bao giờ dừng được nha anh em. Và nết con chim này thì nó cũng để ly rồi, phơi nắng hè thổ gì ở dưới đất á, mà nghe trên gù hay là cách xe xe gù là ở dưới đây là xoay tròn, cắm đeo là gù liên tục thôi. Gọi là dàn phóng con chim này rất là hay nha anh em. Còn âm gù nó mình sẽ cho anh em nghe. Đeo mặt con chim này thì dàn hàng động khó tim rồi, mặt nó ác đó nha anh em. Hiếm chim trong vàng thủ lưu nha nè, trong vàng miệng nhìn vào thì anh em chỉ đánh giá được con chim như thế nào, còn âm gù nó thì thôi miệng vàng nha nè. Để mình anh em cho hai con nó đóng một bữa cho nó, để đó mình quay cho anh em xem. Thấy cái gì mới bên ngàn về nha nè. Để đời anh em. Con này là đi là bắt bối là cơ 2 cơ 3, cơ 2 cơ 3 nè nha nè. Cơ 2 cơ 3 nè. Con này là đi rút chim là anh em nghe là phơ tay. Khôn nha nè, nhận một chính đây. Đó là nó vù như con bồ câu, như con bồ câu. Con chim này thì từng con chim này thì hai con chim này quét tuyệt vời. Con
đồng sang quả đồng. Xanh chim rồi anh em à, con này nó đưa bồi qua bắt rất là hay nha nè. Chim này nó bắt chim rất là khôn, bồi qua cây nó là khó ra làm nha nè. Khi nó rút chim là nghe bài vỡ rất là hay, dậm dục bỏ với gù, dậm dục bỏ với gù. Nếu mà trời không đồng á, trời mà tốt á, là con chim này nó gù liên tục cho nó không có ngưng ngứng gì đâu nha nè. Con chim á, mình cũng phải nén nôi, hạ thổ, nuôi con chim nó căng, nó lập á, trời con chim nó sẽ dày hơn, và nó mạnh hơn nha nè. Dù con chim mình mồi á, mình bỏ quá bọc mùa mà thời tiết không ngon á, mình nuôi không kỹ á, thì một hai chuyến đầu tiên bắt đầu mình đi lại nó sẽ trứng chim nó không mà ngon, nó chạy lòng hơn, cho nó sẽ không có liên lạc bằng lúc mà mình đi chơi thường xuyên được nha anh em. Đó thì điều quá đơn giản thôi, anh em chơi rất là lâu thì cái đấy nó đơn giản, còn những anh em mới thì cả thử nó xeo con chim nó không giống như trước, nhưng cái đó là không phải đâu nha anh em. Bỏ lâu nó luống con chim nó sẽ làm nó không có như lúc mà mình đi chơi mà điều đặn và bắt nhiều chim lúc đang đỉnh điểm đó nha nè. Những con chim nào cũng vậy, nhưng cần nó qua một mùa lông hay là nó qua một đợt mà thời tiết nó không ngon là con chim nó sẽ xuống lại nha nè. Những dòng này mà lạnh lẽo á, khi mà qua cái mùa đang ca nắng lại anh em bỏ xuống thế anh em phơi là rất là thích. Rồi thì mình cũng quay lên chơi cho hai con nó gù máy sạc anh em xem cho vui, bình luận nói chuyện quay lại cho vui. Anh em thấy cái đeo mặt con chim này gớm gớm không mà nè, sát thủ nha nè. Thì nhìn tơ cả người thôi, đóng cái sắc lông, đóng cái thù ngực trùng do đây nè. Rồi mình xin chào hết tất cả những anh em vừa xem video này của mình nha.